Với tầm giá trên 25 triệu đồng thì nên lựa chọn mẫu xe số nào thì thông qua video ngày hôm nay, thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình thì mình sẽ sánh chi tiết cụ thể giữa hai mẫu xe. Một là dòng xe đến từ nhà Honda, chiếc xe Honda WB phiên bản 110 với màu sắc đen nhám nhưng được để ý lên cho nó hệ thống mâm đúc các bạn nha. Nhìn mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn và thể thao hơn rất là nhiều. Và đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó là dòng xe Yamaha Jupiter Fin phiên bản 115 FI của năm 2023, cũng với một phiên bản màu sắc đen bóng và cũng với hệ thống phanh đĩa vành đúc để các bạn có thể tham khảo hơn. Sau đây để các bạn có thể theo dõi chi tiết cũng như cung cấp giá mức giá bán cụ thể trong thời điểm cuối tháng 10 của năm 2023, mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Yamaha Jupiter Fin phiên bản 115 FI của năm 2023. Đây là phiên bản tiêu chuẩn với màu sắc đen bóng các bạn nha. Và hiện tại mình đang quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại lý Yamaha Mạnh Đạt 3 với địa chỉ cụ thể 118 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Mức giá bán hiện tại trong thời điểm cuối tháng 10 này là cực kỳ tốt cho mẫu xe Yamaha Jupiter Fin các bạn nha. Phiên bản này là một phiên bản với thiết kế nhìn khá giống và tương đồng với dòng xe Honda Future trong thời điểm hiện tại, với hệ thống mặt nạ phía trước của xe này rất là trung tính, được bo tròn ở nhiều góc cạnh. Hệ thống đèn của xe hiện tại thì vẫn đang sử dụng bóng halogen mà thôi, kể cả đèn xi nhan của xe. Mặt nạ phía trước của xe đây, các bạn có thể theo dõi chi tiết trên màn hình. Hiện tại mẫu xe này cũng được mới ra mắt tại Việt Nam chúng ta mà thôi, nên sức ảnh hưởng của nó chưa thể so sánh được cụ thể với dòng xe Honda Future trong lúc này, kể cả về doanh số cũng như các nội dung trên xe các bạn nha. Có thêm những cái con ốc để các bạn có thể lắp thêm phần giỏ xe trên mẫu xe Jupiter Fin. Hiện tại mẫu xe này có điểm nhỉnh hơn so với tất cả những mẫu xe số tại Việt Nam chúng ta trong thời điểm hiện tại, chính là hệ thống phanh kết hợp UBS lần đầu tiên xuất hiện các bạn nha. Tức là các bạn bóp một phanh sẽ được cả hai phanh. Nội dung này thì thường xuyên xuất hiện trên những cái mẫu xe tay ga cao cấp rồi, còn hiện nay đã được áp dụng trên một dòng xe số phổ thông, mà cụ thể là dòng xe Fin ở đây đang được áp dụng cái nội dung đó, các bạn có thể lưu tâm lưu ý. Với khối động cơ của xe hiện tại trong thời điểm này là 115 phân khối, trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI với khối động cơ này sản sinh ra công suất lên tới là 9,1 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 9,9 Nm. Các bạn có thể theo dõi một chút ở phần phía đuôi xe cho mình. Phần này thì mình chưa đánh giá cao lắm bởi vì nó thiết kế nó hơi bè một chút nhá, chưa tăng tính thể thao. Nếu như được làm vuốt nhọn lên cao giống dòng xe Jupiter cũ này hoặc dòng xe Future của Honda thì nhìn nó sẽ ok hơn khá là nhiều. Tuy nhiên thì tổng thể của mẫu xe cũng được đánh giá khá là cao rồi. Công suất, mô men xoắn cũng như các nội dung trên xe. Có hốc để đồ phía trước, mặt đồng hồ thiết kế dạng 3D với các cái khoang riêng biệt để tạo hình rất đẹp, thuận tiện cho người lái có thể dễ dàng quan sát. Chìa khóa thì đều là chìa khóa 4 trong 1 các bạn nha, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, khóa yên. Mức tiêu nhiên liệu cũng cực kỳ tốt, 1,64 lít trên 100 km. Gần như là mẫu xe tiết kiệm số 2 tại Việt Nam chúng ta, chỉ sau dòng xe Honda Future mà thôi, là 1,54 lít trên 100 km. Các bạn theo dõi một góc độ phía đuôi xe phía sau này nữa cũng rất đẹp luôn, với logo Jupiter được in nổi 3D. Khá là ok. Trong thời điểm hiện tại, mức giá bán của dòng xe Jupiter Fin này là 27.500.000 đồng các bạn nha. Cho phiên bản tiêu chuẩn các bạn đang theo dõi. Còn phiên bản cao cấp với tạo hình tương tự nhưng nó được trang bị hệ thống yên nâu và một số mảng nhựa được thay đổi màu sắc đi chút để tạo ra điểm nhấn quan trọng hơn, cao cấp hơn, thì giá bán của nó là 28 triệu đến 28 triệu 200 nghìn đồng mà thôi. Tức là ngang bằng mức giá bán đề xuất của hãng trong thời điểm hiện tại. Với những ai thích cái sự cao cấp sang trọng một chút thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu xe ở đây, cực kỳ đẹp và ok và đáng để quan tâm các bạn nha. Tiếp theo là đối thủ cạnh tranh với dòng xe này mà rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình cũng nói tới, đó là dòng xe Honda WB phiên bản 110 của năm 2023, một phiên bản màu đen nhám nhưng được đại lý lên cho nó hệ thống phanh đĩa vành đúc như các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, với những cái tạo hình thiết kế cũng khá là thể thao bằng những cái khe thoát gió ở yếm trước của xe này cũng như hai bên hông xe, tạo cảm giác thể thao hơn rất nhiều. Các bạn nhìn thoáng qua nó rất giống mẫu xe Honda Winner V1 trước đây. Hệ thống đèn của xe cũng tương tự, trang bị hệ thống đèn halogen mà thôi, cho phần đèn pha, đèn hậu, đèn xi nhan của xe. Mẫu xe các bạn đang theo dõi nó sẽ có 3 phiên bản các bạn nha.
phanh cơ vành nan hoa, phanh đĩa vành nan hoa và phanh đĩa vành đúc. Phanh đĩa vành đúc là phiên bản cao cấp nhất. Có cái màu sắc đen nhám ở đây, thực tế của nó sẽ là cái phiên bản phanh đĩa vành nan hoa, nhưng được đại lý lên cho nó hệ thống phanh đĩa vành đúc mà thôi. Màu sắc này là màu sắc đặc biệt các bạn nha, nhìn khá là đẹp luôn. Rất là thể thao, đi cùng với đó là cái bộ tem được làm bằng dạng màu vàng đất, nhìn rất ấn tượng với những cái logo Spencer này, RSX này, Honda, PGM-FI. Hiện tại thì mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy, trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI cũng được tương tự nha. Với mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 1,7 lít trên 100 km, có nhỉnh hơn so với dòng xe Jupiter Fin. Hệ thống đèn hậu phía sau của xe cũng làm rất là thon gọn, nhìn cũng rất giống với mẫu xe Honda Winner V1 trước đây. Tích hợp chung đèn xi nhan phần đèn hậu của xe để tạo ra cái sự gọn gàng cho cái mẫu xe này. Đây các bạn có thể nhìn ngắm trên màn hình luôn. Mình quay rất cận cảnh chi tiết kể cả hai mẫu xe để các bạn có thể nhìn ngắm các bạn nha, ở các góc độ 360 luôn. Hiện tại trang bị cho xe là khối động cơ 110 phân khối, có nhỏ hơn, cho ra công suất là 6,46 kW tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại của nó cũng đâu đó chỉ vào khoảng tầm 8,5 đến 9 thôi các bạn nha, với cái mẫu xe này. Thêm một góc độ phía bên đây này để các bạn có thể nhìn ngắm. Với hệ thống phanh đĩa trước của xe, ngắm phanh Nissin 1 piston và mức thao nhiên liệu là 1,7 lít trên 100 km các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Đây là một mẫu xe cũng khá là đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Với mức giá bán cụ thể của phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là 25.500.000 đồng, có rẻ hơn so với dòng xe Fin trong thời điểm hiện tại, vì dòng xe Fin ấy, công suất của nó sẽ lớn hơn một chút các bạn nha, công nghệ của nó cũng sẽ điển hình tiên tiến hơn một chút. Tuy nhiên thì mình vẫn đưa ra với mức giá bán trên tầm trên 25 triệu thì các bạn nên lựa chọn mẫu xe nào, thì mình vẫn đưa ra một cách cụ thể như vậy. Rẻ hơn sẽ có những cái sự lựa chọn khác, như phiên bản phanh đĩa vành nan hoa với màu sắc đen nhám các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây sẽ có mức giá bán vào khoảng tầm 23 triệu 500 nghìn đồng. Còn phiên bản phanh cơ vành nan hoa hiện tại mức giá bán rẻ nhất là 21 triệu 800 nghìn đồng các bạn nha. 21 triệu 800 nghìn đồng. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý trong thời điểm hiện tại cho mình như vậy. Với dòng xe Honda Grabby phiên bản 110 của năm 2023 ở đây. Đây là một mẫu xe mình nghĩ rằng rất đáng để quan tâm cho những bạn nào mà thích kiểu dáng thiết kế nó vừa trung tính vừa thể thao một chút. Hoàn toàn có thể lựa chọn trong thời điểm hiện tại với mẫu xe này. Quá đẹp, quá đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại rồi. Mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể 149 đường Trường Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu các bạn nha. Còn với những ai thích kiểu dáng thiết kế sang trọng hơn một chút, công nghệ điển hình tiên tiến hơn một chút, khối động cơ mạnh mẽ hơn một chút và đặc biệt là yêu thích cái sự sang trọng và cao cấp, các bạn có thể lựa chọn dòng xe Jupiter Fin này cũng hoàn toàn là ok. Đây các bạn có thể theo dõi cụ thể trên màn hình luôn. Đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ trực tiếp các bạn cùng tham khảo thông qua video này. Rồi, các giá này của mình, nếu các bạn nhận like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Slot các bạn nha. Xin chào các bạn ở những video tiếp theo.